Cuối cùng, bạn đã tìm kiếm ra một thiết bị nhà bếp thay thế cho 9 loại thiết bị khác. Bạn đang muốn chiêu đãi cho gia đình mình một món ngon, một món nướng. Nhưng công đoạn chuẩn bị một cái bếp than thật là khó khăn và nhọc nhằn. Hôm nay, bạn muốn trổ tài làm món nem rán nhưng lại ngại đồ ăn nhiều dầu mỡ. Vậy làm sao để tìm kiếm một thiết bị có thể chế biến đa dạng các món ăn, giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, đang được rất là nhiều bà nội trợ quan tâm. Hôm nay Phan Thanh Bình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một thiết bị nhà bếp mà sẽ đáp ứng đủ các cái nhu cầu của bạn, từ những món ăn chiên rán, món nướng, món hấp, món rang, món sấy. Với xu hướng ăn sạch sống khỏe, nồi chiên không dầu đang được sử dụng hàng ngày càng phổ biến. Vì sao lại được săn đón nhiều như thế? Nồi chiên không dầu là gì? Nguyên lý hoạt động của nó ra sao? Nồi chiên không dầu, hay còn gọi là nồi chiên chân không, được sử dụng sức nóng của không khí để làm chín thực phẩm. Nồi chiên không dầu được sử dụng không cần dầu hoặc sử dụng một lượng rất là ít, một ít dầu thực vật, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng và những người quan tâm đến sức khỏe cho cộng đồng, cho người thân yêu trong gia đình. Cái nồi chiên không dầu được thích hợp cho các bà nội trợ, đầu bếp đam mê chế biến các món chiên rán cho mọi người thân trong gia đình. Thức ăn chiên rán khô ráo, ít dầu và vàng đều, thơm ngon và giòn. Với khi bạn chiên bằng chảo, vàng hơn, thơm ngon hơn, giòn hơn so với bạn chiên bằng chảo thông thường. Cái lợi ích của nồi chiên không dầu là nấu nướng đa dạng các món ăn. Thứ nhất, các món chiên rán rất là ngon. Bạn chỉ cần ướp gia vị và cho nguyên liệu vào, cho vào nồi, chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ là có thể đi làm việc khác, đọc sách, làm đẹp, chăm sóc con, vân vân. Trong cái khoảng thời gian ngắn, bạn đã có một món chiên rán ngon tuyệt vời. Nồi có thể chiên rán đa dạng các món như là thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, cá, khoai, các loại rau quả. Sấy khô thực phẩm là yếu tố thứ hai của nồi chiên không dầu. Khi sử dụng nồi chiên không dầu, sấy trái cây rất là nhanh chóng, sấy vải, sấy nhạn. Và đơn giản, các loại trái cây được sấy khô rất là nhanh chóng và đơn giản, không mất thời gian. Nó còn có màu sắc đẹp, bắt mắt và vẫn giữ được cái mùi thơm đặc trưng của từng loại trái cây và nhìn rất là hấp dẫn. Ngoài ra, bạn có thể dùng nồi chiên để sấy các loại hạt như là đậu, lạc, hạt dẹ, hạt điều, hạt bí, vân vân. Các loại gà khô, bò khô, vân vân, nhiều lắm, nhiều thứ. Thứ ba là gì? Nướng thức ăn. Nồi chiên không dầu sẽ thay thế được lò vi sóng hay là bếp nướng một cách hoàn hảo. Bạn có thể làm bánh bông lan ngon bất bại bằng nồi chiên không dầu. Cực ngon về bánh bông lan, các bạn nhớ điều này. Bạn không phải sợ bánh cháy khét. Bánh sau khi hoàn tất sẽ có màu nâu nhạt, súp mềm, mềm, mịn, ấm và cái hương vị thơm ngon nguyên bản. Ngoài ra, bạn có thể chế biến các món nướng như là nướng sườn, xúc xích nướng hay nướng bánh pizza. Nhiều lắm, nhiều món ăn vô kệ. Điều thứ tư là gì? Thứ tư là hâm nóng, giả đông thực phẩm. Cái nồi chiên không dầu không khác gì là một chiếc lò vi sóng. Bạn chỉ cần cho thực phẩm hâm nóng nó lên, giả đông cực nhanh. Và chỉ cần bấm nút là thực phẩm đã được giả đông.
chỉ sau vài phút thực phẩm của bạn đã được hâm nóng và giả đông một cách nhanh chóng. Yếu tố thứ năm, bắp rang bơ. Bắp rang bơ là một món rất là được lòng các bạn nhỏ. Nhưng để mua ngoài hàng, ngoài thị trường, bạn sợ không đảm bảo vệ sinh cho con cái của mình. Và bạn cũng bị nghiền món bắp rang bơ này. Bạn có muốn tự làm bắp rang bơ tại nhà không? Vậy sao bạn không sắm ngay một chiếc nồi chiên không dầu ngay bây giờ? Hãy để thỏa mãn đam mê của bạn. Thứ sáu, làm sữa chua. Liệu bạn có thể biết nồi chiên không dầu có thể làm các món sữa chua úp ngược ngon lành, dinh dưỡng lại cực kỳ đơn giản ngay tại nhà mà bạn không hề biết? Thật đơn giản để có được món củ sữa chua úp ngược vừa ngon vừa bổ lại đẹp mắt phải nhờ nồi chiên không dầu. Hãy thử một lần làm sữa chua cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Sẽ tuyệt vời lắm. Một chiếc nồi có thể thay thế 9 thiết bị nhà bếp. Thứ nhất, lò vi sóng. Thứ hai, bếp nướng. Thứ ba, nướng bánh mì. Thứ tư, nồi chiên sâu. Thứ năm, sấy hoa quả. Thứ sáu, máy làm bông nổ. Thứ bảy, máy làm bít tết. Thứ 8, máy làm sữa chua. Và thứ 9, thứ 10, vân vân, rất là nhiều thứ. Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cái trải nghiệm vô cùng cho người sử dụng. Vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm công sức. Và vừa mang đến các món ăn ngon, dẻo dinh dưỡng, giàu hương vị, đủ dưỡng chất cho mọi người thân yêu trong gia đình của bạn. Còn chần chừ gì nữa mà hãy không sắm ngay cho gia đình mình, không gian bếp của mình, cho em nó về làm trợ lý của căn bếp của nhà bạn. Vâng, các bạn đang xem video này mà thấy nó bổ ích thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh hoặc để lại comment hoặc nhấn nút quả chuông 2 lần để các bạn theo dõi được video tiếp theo của chúng tôi. Vâng, một lần nữa Phan Thanh Bình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo.